Vâng, lần đầu tiên cho phép cho anh Tuấn xin đến thế toàn thể quý vị hỗ trợ chúng ta một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Vâng, hôm nay buổi trưa, trong buổi trưa ngày hôm nay thì Tuấn cũng có gì hơn chúc cho hai bạn được trăm năm hạnh phúc và sống mãi bên nhau. Chúc cho toàn thể hỗ trợ chúng ta ngày càng dồi dào sức khỏe và thành công và đại thành công trong mọi lĩnh vực của mình ạ. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, một món quà đầu tiên, tại vì là thời gian không rất là hạn hẹp. Bây giờ Tuấn xin gửi đến một món quà đầu tiên, một ca khúc của tựa đề Dần Mà Thương nhá. Với một bầu không khí thật là mát mẻ như thế này, không cần ngại gì nữa, chúng ta có thể dành cho cô dâu chú rể cũng như là tiếng hát cho Tuấn trong buổi trưa ngày hôm nay một tràng vỗ tay thật lớn, thật đồng nhiệt không ạ. Vâng, xin cảm ơn nhiều. Anh tự thù rằng em không thương, em đo lường thì rất cằn kè. Chỉ thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi trên ngược đường. Dần thì dần này mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, em yêu ơi xin em đừng có dần vội và chứng kiến em phải tự trách ở mình. Một món quà sơ đồ như thế này rất mong được sự hiện diện của tất cả quý vị hôn trường chúng ta có thể dành cho nhau một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Đó, lâu lâu rồi em mới được về quê hương để hát cho tất cả mọi người nghe nhá. Anh cứ dù rằng em không thương, em đo lường thì rất cằn kè. Chỉ thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi trên ngược đường. Dần thì dần này mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, em yêu ơi xin em đừng có dần vội và chứng tin em phải tự trách ở mình. Anh cứ dù rằng em không thương, em đo lường thì rất cặn kè. Chỉ thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi trên ngược đường. Dần thì dần này mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, em yêu ơi xin em đừng có dần vội mà chứng kiến em phải tự trách ở mình. Anh sai đường em không chịu nổi, em yêu ơi xin em đừng có dần vội mà chứng kiến em phải tự trách ở mình. Hey! Vâng, xin cảm ơn những tình cảm rất là tuyệt vời của bà con cô bác rất là nhiều ạ. Vâng, tại vì là chương trình rất là còn dài nữa, mặc dù Tuấn cũng muốn hát lắm này, thèm hát lắm rồi, hát cho tất cả mọi người nghe. Cho Tuấn tâm sự một tí nha. Tuấn được sinh ra tại mảnh đất Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Theo con đường hát cũng rất là lâu rồi. Nếu mà như tất cả mọi người còn yêu mến và ủng hộ cho Tuấn thì có thể lên các kênh mạng như là YouTube, Google hay là zinmv3.vn, rồi là Nhạc Của Tôi, rồi trang Facebook, Zalo để lên luôn ủng hộ cho Tuấn nha. Vâng, các khúc vừa rồi cũng thay lời chào tạm biệt tiếng hát của trời Tuấn hôm nay. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.